dứa là nó dứa mà chứ không có làm chất cái màu gì khác hết trơn á. À, chào cả nhà, hôm nay là Thảo có cơ hội được ghé ở nhà của chị Mười ở Cù Lao Tân Thuận Đông của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để xem chị Mười làm một cái món bánh dân gian mà có rất là lâu đời rồi, nhưng mà cái món này bây giờ trên thị trường gần như là không có còn hiện diện nữa. Bây giờ có thể nói giống như là nó thất truyền vậy đó. Thì may mắn bây giờ chị Mười còn lưu giữ cái món bánh này và cách làm cái món bánh mặn cầu này. Thì hôm nay Thảo ghé nhà chị Mười để xem chị làm ra cái món bánh mặn cầu. Thì đây là một trong những cái công đoạn mà chị nắn cái từng cái muối vỏ mặn cầu phải không chị? Ừ, muối vỏ mặn cầu. Dạ. Rất là kỳ công này, chị phải bắt từng cái miếng nhỏ vậy đó để mà chút nữa. Cái này hình như em đoán là chị đắp bên ngoài đúng không? Ừ, đắp bên ngoài của cây nhân. Dạ. Trên người ta mua bánh người ta hỏi trong có nhân không, trong có nhân không. Dạ. Nhưng mà da này vừa béo à thơm nha. Dạ. Ăn cái bánh này là mình ăn vô miệng nó mịn, nó tan trong miệng á chị, nó mịn mà nó dẻo này. Nó dẻo. Đó. Dẻo. Mà công nhận cái bột chị làm xong á mình ăn vô là nó không có lờn cờn gì hết trơn luôn á. Mịn. Dạ, nó mịn mà nó dẻo. Thấy cái bánh nào làm bông cu lắm chứ đâu phải đâu. Như vậy là một cái bánh đó hả chị? Ừ, cái này chị nắn khoảng một cái bánh thôi, chị khoảng một cái rồi chị sẽ nắn vô rồi cái chị dò tiếp tục. À đó, như vậy là chị để cái này là chị chuẩn bị cho một trái mặn cầu là khoảng chừng này đó. Có người nói ấy cái đắp vô, ồ nhưng mà thầy làm đi chứ đâu phải đâu có dễ đắp vô đâu, phải không? Em đoán là để làm được một trái mặn cầu này phải mất 10 tới 15 phút đó. Chưa có kể thì thâu nhồi bột nữa nha. Dạ. Nhồi bột là cả 2 tiếng đồng hồ á. Ừ, kỳ công dữ ha. Mà gan bột còn cực nữa nha. Dạ. Gan bột rất là cực luôn. Ôi trời, cho nên là cái bánh này bây giờ nó thất truyền là đúng rồi. Gan bột cực lắm, cái thâu gan bột không biết cái gan bột rất là cực. Dạ. Đây, mình nắn vô nha. Mình nắn cho nó xéo xéo qua. À, thầy Thảo phải cân cạnh vậy để cho mọi người coi nha. Như cái này là trái mặn cầu dọc xuống đúng không chị? Rồi, cái mặn cầu dọc xuống. Còn cái mặn cầu có muối tròn tròn nữa. Yeah. Một lát thì sẽ làm cái mặn cầu có muối tròn tròn. Hai loại. Nhưng mà cái này thì cái kia không biết cái nào đẹp mình cũng không biết nữa. Dạ, tùy theo thì khách thích kiểu này, khách thích kiểu kia. Dạ, tùy theo cảm nhận của mọi người thôi. Đây. Nhưng mà em là thích cái mà muối chấm tròn muối chấm tròn phải không? Là đúng, nhìn theo ý chang cái mặn cầu. À. Cái kia thì giống như cái mặn cầu mà cái này thì nó thấy nó đẹp hơn ha. Yeah. Nhưng mà nó kiểu nó không có giống cái mặn cầu. Nhưng mà giống có một cái là cái mặn cầu có kiểu này nữa, nhưng mà cái muối nó to đó. Dạ. Yeah. Cũng có vậy. Ôi, chị Mười làm cực quá hả? Làm trái bánh mặn cầu đúng là cực luôn. Cái này rồi, mặt lớp trên này nè. Dạ, xong rồi trở lại, đặt ngược lại, mình gắn vô. Đó, thấy không, gắn từ muối vậy đó. Cô chú anh chị và các bạn mình coi cái cách làm ra trái bánh mặn cầu nha,
Đó, thì biết là bên trong là nó có nhân rồi đó. Bên ngoài thì cái lớp vỏ nó là bột. Nhưng mà chị hình như là chút xíu là chị có điều chỉnh nó cho nó đều đúng không? Có điều Dạ, chỉnh cho đó. nó đều. Đẹp lắm, chút chị điều chỉnh nó là nó đều cái vỏ bánh nhìn đẹp lắm. Cái xe bánh nó còn mấy lá nữa. Chị như vậy là xong rồi đó hả chị? Rồi vậy xong rồi, để xin xe Dạ. bắn lá rồi À. nữa. Rồi chị để vào đây nha. Dạ. Rồi xong lá còn lại. Vì À. ăn bữa thứ hai là nó đau đó. Cái này là lá dứa xay ra để Lấy lấy nước màu xanh để mà mình nước làm màu xanh. bánh cả nhà. Ở đây thì chị Mười chỉ có xài màu xanh lá dứa vậy thôi chứ không có xài mấy cái màu thực phẩm. Này chỉ có lá dứa không mà chứ không Dạ, có ở dưới quê mà. chứ không có ấy. Trời ơi, vậy là để một ngày chuẩn bị đồ đi bán là cũng phải làm sớm dữ đó Trời hả ơi, chị? 1 giờ thức dậy rồi. Dạ. Cái này là nước lá dứa Lá này. dứa xong để đường vô nha. Dạ, cho miếng đường hả chị? Để đường vô. Tôi có cho gì khác không chị? Không, để đường không hả. Dạ, rồi mình thắng Đó, lên. thắng lên rồi cái mình ra mình nhờ bột. Tại À. vì trong hồi nãy có nước cốt dừa rồi. Dạ. Như vậy rồi là bột nó chín luôn á hả chị hả? Bột quá, bột chín luôn. Dạ. Không có bột mình đã rang sẵn rồi. À, dạ. Là khi mà mình nhồi xong là mình nặng là mình ăn luôn đó ha. Nặng là ăn luôn á. Tại vì bột đó rang chín như một bánh in vậy đó. Dạ. Em biết, em tưởng là mà phải trải qua công đoạn hấp hay gì nữa. Được Dạ. trong ở trong laptop người ta chỉ chị người ta Dạ. hấp nhưng mà chị nó không phải, nếu mà Dạ. cái lột bột nó hấp rồi nó chảy te tét à, người ta chỉ không có đúng. Dạ. Đó, thì hôm nay Thảo ghé nhà chị Mười ấy cả nhà để xem chị làm bánh trái mảng cầu. Mà chị làm thủ công luôn nha, chị làm chị nắn bằng tay không có khuôn rồi gì hết á. Cái này là màu lá dứa không Trời, nha. nó lên màu đẹp chị ha. Ta dưới Cái chị. này bữa nay mình làm cái trái mãng cầu là lúc còn sống nha. Dạ. Có bữa là chị làm trái mãng cầu cũng hơi ngã màu vàng chút rồi, có nghĩa là trái mãng cầu chị làm bữa đó trái mãng cầu chín. Dạ. Nó có hai kỹ thuật để làm bánh. Dạ. Bữa nay là làm bánh cho cả nhà mình xem là cái bánh mãng cầu còn sống. Dạ. Sống thì có nghĩa là màu nó xanh hơn đúng không Màu nó chị? xanh hơn, còn Dạ. cái kia nó hơi ngã màu vàng vàng chút là có nghĩa là lá dứa mình làm nó hơi vợt một tí nha. Dạ. Chứ không phải là để cái loại màu gì mà vậy. Đó, bây giờ Đây chị mình quên cho này. thẳng vô bột luôn. Thẳng vô. Mình phải làm từ từ thôi. Đưa cho mọi cái bao tay cho con. Chị cái này còn nhồi bao tay có nhồi được không thì không, chị rửa tay Được, đi. được, được. Dạ. Mang cho mẹ Nói chung là mình cứ vệ sinh cũng tay chân sạch sẽ tất cả nhà để nhồi bột cho nó thuận tiện. Có cái này nó cũng dễ dạ, làm lắm. có nhiều khâu đôi khi không có đeo bao tay được á thì mọi người cũng thông cảm Mình để chứ. bột vô nha. Dạ. Chị cái đó bột mình tin nè chị. Cái bột này bột mì phẳng. Dạ. Này bột mì phẳng mình để Bột mì khoản đấy cả nhà. vô. Đó. Mọi người đi mua thì mình cứ nói bột mì khoản là người ta biết, người ta bán cho mình. Lá dứa mình để vô. Trong lá dứa này nó đã có nước cốt nha, nên là mình ăn nó hơi béo. Dạ. Chứ không phải là lá dứa mình xay không. Lá dứa mình xay có nước cốt luôn. Dạ. Cho nên ăn cái cắn cái miếng bột cái nó mềm mà nó tan mà nó béo. Mà nước nóng này mình để vô đoạn trong khi đó là cái như mình đã lấy chùng bột luôn rồi đó. Dạ. Cái này mình cho cũng cho từ từ đúng không chị? Cho từ từ Dạ, để mà đúng. canh bột chứ không Trong hơi đó. lỡ nó nhão thì khó cứu. Ý nó nhão số lượng mình, ví dụ mình vừa quy định là bao nhiêu cái bánh đó là làm cho nó đủ. Tại Dạ. vì bánh bán trong tuần trong một ngày chứ đâu để lâu được, đâu phải bánh này để lâu được, cho Dạ. nên là bán
ăn trong vòng 3 hoặc 4 ngày thôi chứ không có ấy. Có thể đây mình chiều nay mình mần nghe rồi người khách ăn bữa nay rồi tới mua quà về. Dạ. Mua quà về thứ hai người ta tặng quà cho những người thân mấy người cán bộ đó. Dạ. Thứ hai người ta đi làm người ta sẽ mua gì người ta tặng. Mọi người coi chị Mười làm kỳ công vậy mà bán cái bánh có 10.000 đồng thôi đó. Rồi là cái phần nhân là chị chuẩn bị rồi đúng không? Cái phần nhân dạ. Chuẩn bị rồi. Sẽ có hai loại nhân đó cả nhà. Ừ. Đó là nhân dừa. Dừa mà mình xào lên vậy đó. Đó. Dừa sắc sợi ra xào. Dạ. Rồi một phần nhân là đậu xanh. Duyên ơi. Lấy cái nhân giùm mười cái. Một trái bánh mặt cầu nếu mà làm theo tốc độ thông thường á là chị Mười nặng khoảng 10 phút không? Rồi nắng mấy cái ghia rồi gắn lại nữa nó cũng hơi lâu à. Lâu ha. Ừ, nắng. Tại vì nếu một mình đó tại vì có người phụ thì ta nắng chứ mình gắn rất nhanh. Dạ. Gắn thì vô nhanh lắm nhưng mà có một cái là nắng phải có người phụ hộ. Dạ. Nói chung là cũng vất vả đó cũng kỳ công đó. Ừ. Nhưng mà ở dưới quê thì giờ không có việc thì đúng mình lấy công làm lời cả nhà. Làm lời. Nói chung là cái này lấy công làm lời thôi chứ thật sự là bán cái bánh 10.000 ra không có lời đâu. Dạ đúng rồi. Nhưng đậu xanh rồi nhưng dừa nữa. Con để cái này vô cái dĩa giùm mừng. Để hai thứ nhân vô cái dĩa. Để từ từ nha. Bữa nay cái gém bán cầu của mình nó là cái món cầu sống nha, món cầu sống. Có đợt bữa làm cái món cầu màu nó cái màu giống như cái món cầu non nữa. Nhưng mà em thấy món cầu sống thì nó sẽ đẹp hơn chứ lên nhìn khách nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn nhé. Nói sao mà bán ủa món này màu này mê màu khác, tại vì thấy làm cho thời là anh tí. Cái này là tùy theo mình điều chỉnh cái màu lá dứa thôi. Cái màu lá dứa tùy theo mình lá dứa mình thôi chứ không có. Không có một miếng màu gì hết trơn cả nha. Dạ. Cái món bánh mặn cầu này là chị chắc được truyền lại từ cha mẹ hả chị hả? Đúng rồi, bà tôi kêu đó là cả chị thím. Cũng như xui, thím xui. Dạ, xui chị đó là. Dạ, đúng rồi, đời của mẹ ngày xưa đó. Nhưng mà mẹ mất qua rồi lúc đó rồi cái chợ đâu có thành lập đâu nên đâu có ai mặn nữa. Dạ. Cái này, em tưởng thất truyền luôn rồi chứ. Cái này hồi đó là mình làm để dành đi mâm bàn để đi mâm cỗ đi đám cưới đúng không? Đi đám cưới à, chứ ít ai mà để làm bánh này ăn tại vì cầu kỳ lắm nên ít ai làm. Đó, em cũng có nghe một số người bình luận, khán giả bình luận trên kênh em á. Cái này là họ nói là lâu lắm rồi mới thấy là cái bánh mặn cầu mà làm đẹp như vậy đó. Tại họ khi đó là em chưa có quay cái quy trình. Em chỉ có quay chị bán ngoài chợ thôi ha. Thì khán giả có bình luận với em, có nhắn tin với em là lâu lắm mới thấy lại cái bánh mặn cầu mà làm mà nhìn sắc sảo vậy đó. Nhìn cái có cái từng cái múi trái mặn cầu luôn á. Có đứa mà năm nay khoảng chừng 20 tuổi là nó không biết nha. Dạ. Nó không biết cái mặn cầu rồi là sao. Em tưởng cái món này là cũng giống như là thất truyền rồi đó chị. Hôm hổm quá bán rồi đâu có biết cái chợ bán này đâu cái đầu đi lấy cái hình của người ta làm mà hấp hay gì đó. Dạ. Lấy cái hình đăng lên rồi cho mình xin bán bánh này nha mà lúc đó chưa có làm lại nha. Dạ. Rồi cả từng không ngủ được, không biết suy nghĩ nhớ lại đang làm cái lên bà thím á. Dạ. Còn lại bà thím cái bà chỉ. Dạ. Bà chỉ bà nấu cái gì thôi cái đi về làm. Mà đợt đầu ngày đầu thì bánh nó không được ngon hung nha. Dạ dạ. Tại vì mình mới làm lại mà. Dạ. Lâu bánh quá. Bánh không ngon hung mà bán bữa đó cũng không được đắt hung. Dạ. Người ta ăn thử sẽ thấy không ngon, người ta không mua nhiều. Dạ. Em Thảo nói cái bánh này bây giờ giống như là thất truyền á, những cái bánh mà bánh truyền thống này bây giờ làm nó kỳ công mà bán giá cao thì người ta mua ở quê mà. Nhưng mà bán giá thấp á thì cũng đủ cái công mà của cái người mà người thợ họ làm á. Cho nên là đôi khi là dần dần nó sẽ bị mai một vậy đó. Mà những cái bánh mà bánh hiện đại bây giờ nó chiếm lĩnh thị trường luôn á. Thì may mắn lắm mà bữa hôm Thảo đi chờ thấy chị Mười bán món bánh này, Thảo nói sẽ để Thảo xin về nhà chị quay cái quy trình chị làm ra cái món bánh để cho mọi người chiêm ngưỡng. Nói chung là rất là quý những cái người mà thờ mà họ làm ra cái món bánh này. Bữa nay chị làm ở đây chắc có thể là chợ yêu cầu chị làm cho ở dưới chợ cho khách trải nghiệm đó. Dạ vậy đó hả? Ừ.
thì chị cũng làm cỡ chục trái vậy là được nè, các khách coi nè. Chị xuống dưới cho tự chỉ cho người ta nắng mình nhà bột xong cho khách nè, nó nắng người ta trải nghiệm. Dạ, dạ. Thì quá hay luôn. Bữa nay hình như Đài Đồng Tháp nó vô nó quay gì dưới nó nhắn biểu 12 giờ rưỡi phải xuống. Dạ. Cho nên là bữa nay tranh thủ một tí. 1 giờ là thức rồi đó. Dạ, 1 giờ sáng á chị nhỉ? 1 giờ khuya á, thức rồi đó. Ôi trời ơi, 1 giờ khuya. Tại vì có bánh ít, có nồi bánh ít ra rồi được nồi bánh ít nóng rồi kìa. Dạ. Còn nhồi cũng lâu quá chị. Đúng rồi, nhồi lâu lắm. Chục phút á. Nhồi mấy chục cái là nhồi cả 2 tiếng đó. Dạ. Chứ tại cái này chị nhồi khoảng tầm 10 cái cho tương thôi. Chứ thật sự là nếu mà nhồi chị bán là nhồi bánh, nhồi bột là cả 2 tiếng mới có rồi. Dạ. Rồi chị cho em coi cái dĩa nhân cái đi chị. Đó, đây là cái dĩa nhân này cả nhà. Nhân đó thì chắc ai cũng đều biết hết. Dạ, đây thì nhân nhân dừa đậu phộng. Dừa đó là nạo sợi sợi á. Dạ, rồi xào lên á xin với chút đường đó. Rồi còn cái nhân còn nhân dừa là mình nhân đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh là cũng làm nước cốt dừa. Dạ. Rồi xào lại đường với nước cốt dừa xào lại nữa. Dạ. Rồi cái công phu lắm, chị nói làm bánh này ai cũng nói sao bán 10.000. Đó, em thấy bán 10.000 mà cầm cái trái bán bằng cầu, trời ơi nó nhìn nó quý lắm. Nhưng mà ở quê mà giờ bán cao thì người ta ăn mua khó. Đúng vậy rồi, đó. Bán cao rồi không mua. Thế là xong rồi đó phải anh chị. Xong rồi đó. Ừ. Dạ. Như vậy là bây giờ là bắt đầu là nắng luôn phải anh chị. Nắng. Cạo cái thao cho nó gọn gàng chứ tí. Là bánh mặn cầu ấy, thì mình sẽ chuẩn bị cái lá với cái cuốn mặn cầu này để chút mình gắn lên cái trái mặn cầu bánh á. Để cho nó có hình thù, có lá, có cuốn cho nó đẹp. Cái này cũng còn hơi nhỏ mà, chưa gì mà tao không. Mình thấy hàng nồi nó cực lắm chứ, phải dễ đây ra cái màu nè, cái màu bánh mỏng cầu. Cái màu cái mỏng cầu này nó... Chị cái bột đó là chị có duy nhất là bột mì khoảnh đó hả chị hả? Ừ, duy nhất bột mì khoảnh, một cái bột thôi. Dạ. Và chị rang lên ha, rang lên giống như là bột bánh bánh in đó phải không? Ừ, giống dạ. Bánh in vậy đó. Dạ. Cái mình ngồi, mình thắng, mình ngồi tới. Dạ. Ai cũng nói tôi cho tôi quay, quay rồi người ta biết người ta làm phải không? Chắc giờ cũng ai làm, nó làm cực lắm. Làm này cực lắm. Dạ. À, tụi em thì quay để cho khán giả khắp nơi coi biết thêm một cái món bánh, ví dụ ai mà yêu thích cái món bánh này thì mình có thể đến chợ quê Tân Thuận Đông tìm chị Mười. Ừ. Mình đi đến quầy cô Mười. Dạ. Có bảng hiệu rồi, có có bảng hiệu rồi. Có bảng hiệu rồi quầy cô Mười. Dạ. Thì vô hỏi quầy cô Mười là người ta chị ai trong dòng đó, mà người vô đó hỏi quầy cô Mười có cái bánh mặn cầu này nè, nói vậy đó. Là người ta chị cho mình. Hồi nãy con chủ chợ dưới nó nói nếu con quay tại nhà thì mình phải mang bàn tay vệ sinh nha, vệ sinh cho nó thực phẩm cho nó đúng mới đúng được. Rồi để mình lên mình giới thiệu quê hương mình sạch sẽ vậy đó chứ không thôi làm không đúng quy trình không được. Dạ. Không mà chị kỹ lắm, nhỏ cháu này cũng kỹ dữ thần đó. Không em mà cái gì em dòm xung quanh là em biết nhà mình sạch đó. Dạ. Nhà mình dù cho tuy là nhà ca đếp giáo đó, thiệt nhưng mà chị rất là ăn uống cái này làm rất là kỹ lưỡng đâu vào đó. Nhìn nhà chị Mười nhà lá vậy thôi nhưng mà nhìn cái khung cảnh khu bếp là biết sạch đó. Cái đi khám bán đi chợ với bánh canh đó. Dạ. Nhưng mà chị trên Sài Gòn mới nói tôi nhìn là tôi mới vô ăn được, tôi nhìn cái người bán một bánh canh là sao tôi mới ăn được. Chị nói vậy đó. Rồi xong cục bột thì nó cả nhà. Cái nhẹ dẻo nó mịn vậy ha. Ừ, dẻo mịn. Rồi. Cho cái món cầu nó còn sống thì mình thêm nhiều lá dứa một chút. Dạ. Ví dụ muối cho món cầu mà nó chín rồi nó ra màu vàng vàng thì lá dứa mình làm ít một chút. Dạ. Cái này là trái mặn cầu cái món này món cầu còn sống nha. Dạ. Đây nếu vừa mình sẽ lấy cái đồ nạo mình nạo sợi sợi ra rồi mình xào xào nó này nó trong veo ha, rồi mình để đậu phộng nó rất là trong luôn, rồi mình nắn vào
Cái này mà chị Mười mà đem đi thi là đạt giải giải nhất luôn. Bữa hổm á chị thi ở ngoài ông chủ và chủ á, nhưng mà sao nó không yêu cầu thi món này. Vậy đó chị hả? Thi cái món bánh ít của chị cũng được giải ba. Vậy đó hả? Món bánh ít da xoài với bánh ít da ngũ cốc á. Dạ. Cũng được giải ba, nên không gà bán với chợ cũng được. Chứ không có làm bánh ít bình thường. Nhưng mà bánh này ra ngoài thi với ai, cưng đâu có ai làm, một mình không lắm, mình thi mình dễ nhất. Thì mình thi thì mình đem lên ban tổ chức chấm điểm. Chắc chị nói, ủa không ai biểu mình thi bánh này, chắc lộ chắc thi nếu mình lên mình dễ nhất sao, mình có thi với ai đâu, ai làm bánh giống mình đâu. Thấy cái bánh trái mật cầu thì nó cũng đẹp nhưng mà làm nó cũng kỳ công quá. Thảo vẫn nói đi nói lại là ăn cái bánh 10.000 quá xứng đáng luôn á. Cái bánh này là nếu mà ví dụ nếu mà chị bán ở thành phố bán 20.000 cũng được á chị Mười. Dạ. Tại vì cái công sức chị bỏ ra nó nhiều á. Nhiều với cái phí cũng nhiều lắm cưng, nước cốt dừa đồ này kia nhiều lắm. Dạ. Nó làm nhân thì dừa, nước cốt dừa, còn cái này cái da ở bên ngoài cũng có nước cốt dừa nữa. Nên ăn cho nó béo quá. Mà cái cục nhân rất là to nha. Ừ, cục nhân nó trong to. Hồi nãy giờ mà được có hai trái, chị quay nãy giờ cũng lâu rồi đó, mình dạ. Nắng được có hai trái thôi, còn cái sâu làm bột còn lâu nữa. Ông bưng nói cái chè bánh đó, đây là hai quả, hai trái mận cầu, bánh trái mận cầu đó. Đẹp chưa? Đó đây này cả nhà, sau một hồi hì hục á, thì bây giờ chị Mười đã chuẩn bị được một hai bánh trái mận cầu đó. Để chuẩn bị được một hai bánh mận cầu này là chị Mười phải dậy từ 1 giờ sáng đó, đó. Thảo quay tròn cái khay bánh cho mọi người coi này đó. Nhìn những cái trái bánh, những cái bánh trái mận cầu rất là đẹp luôn, những cái múi đó nó chị Mười làm rất là khéo tay đó. Ở trên thì có gắn cuốn của mận cầu đó. Đây bánh mận cầu thì sẽ có hai loại, cái loại xoắn này xoắn, và cái loại từng múi thì giống với cái bánh mận cầu nhé. À, tất cả cái bánh đây đều bán với giá 10.000 đồng. Ở chỗ quê Tân Thuận nó có. Dạ. Đó. Chiều á, Thảo nhắc lại mọi người muốn mua cái bánh mặn cầu của chị Mười á thì mình ghé tầm khoảng 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần ở chợ quê Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. À, thì để đi được đến chợ quê Tân Thuận Đông thì mọi người gõ trên bản đồ Google á. Chị cho em hỏi cái phà mà mình đi qua chợ này là cái phà gì đây chị nè? Phà Tân Thuận Đông cơ. À, mọi người gõ phà Tân Thuận Đông. Còn bên lớp vò qua thì đò đất sét. Dạ, đó, bên lớp vò cũng có đường để qua luôn nha, đò đất sét. Còn nếu mà thành phố Cao Lãnh á, mọi người tới thành phố Cao Lãnh mọi người gõ bến đò Tân Thuận Đông để qua phà qua cồn. Giá vé thì Thảo đi xe máy có 3.000 đồng nè. Đi 3.000 về 3.000. Chị nói là rồi nó dứa rồi nó dứa mà chứ không có làm cái màu gì khác hết trơn á. Anh mà nói nó dứa chứ thật sự không phải làm bằng cái bóng bóng. Kìa lông nhãn. Đây bánh mặn cầu. Bánh trái mặn cầu á, chị Mười giòn ra đây cả nhà. Rất là thơm ngon luôn, nãy mấy anh này mua đang ngồi ăn tại chỗ rồi, cái mua mang quà. Dạ. Về luôn. Có 10.000 một trái thôi. Có một trái. Con này bánh mặn cầu ta, con này sen, con này bánh canh cua đồng.
cô đồng một sắc nha. À, đúng rồi. Chiên đậu với dừa. Để con đậu đi. Đó, mọi người mà thích ăn bánh trái mặn cầu á của chị Mười thì mình ghé ở chợ quê Tân Thuận Đông nha, thứ bảy hàng tuần chỉ có bán duy nhất ngày thứ bảy thôi cả nhà. Kia gian hàng quầy hàng của chị Mười thì còn có bánh ít nữa này cả nhà, bánh ít da xoài, cái da ngũ cốc. Mua đi chị. Bỏ đi, ở đây rất là ngon, đường ngọt. Bánh mặn cầu này, bánh trái mặn cầu rất là đẹp mà ngon nữa, có 10 ngàn à. Có muối rồi không? Có muối. Cái này mua đem về nhà. Mua bịch muối.